Một chương trình dành riêng cho khán giả yêu mến bộ môn cải lương. Lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube Ca Cổ Kiếp Tầm. Tập 5 với chủ đề Tình đồng nghiệp nhiều bước tài năng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, quán quân sao nối ngôi Bình Tinh, nghệ sĩ Hồng Mảnh. Lời nói đầu tiên, rồng nhỏ Kim Tiểu Long xin kính chào tất cả quý vị khán giả trong chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, xin tất cả quý vị khán giả hãy ủng hộ chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm này nhé. Hôm nay là rồng nhỏ Kim Tiểu Long xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình. Mong rằng tất cả quý vị khán giả, đây là một chương trình hát live hoàn toàn 100%. Từ giọng cổ cho tới âm nhạc đều hát live hết. Cho nên là đừng quên bấm like và follow cho trang YouTube là chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm nha tất cả quý vị khán giả nha. Và bây giờ rồng nhỏ Kim Tiểu Long sẽ giới thiệu trước tiên, đó là nữ nghệ sĩ xinh xắn, nhỏ nhắn, rất là dễ thương. Cô ta rất là hay, rất là dễ thương. Đó là quán quân sao nối ngôi Bình Tinh. Dạ, em xin cảm ơn anh hai. Và trước tiên thì cho Bình Tinh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm. Và Tinh rất là hạnh phúc khi mà được ngồi ở đây nè, được hát nè, được tâm sự nè. Và quan trọng hơn nữa là mình được một cái người anh trai mà trong nghề mà Bình Tinh rất là yêu thương, và cũng coi như là một người anh ruột của mình, luôn luôn lúc nào cũng bên cạnh và tham gia những chương trình. Và song song đó là những cái sự dạy dỗ vô hình khi mà hát chung với anh, và cũng như là tâm sự với anh. Và vui hơn nữa là hôm nay có một cô bạn diễn rất là dễ thương. Anh hai có thể giới thiệu kế tiếp về người bạn diễn thứ ba của mình. Dân, xin giới thiệu cho tất cả quý khán giả một cô gái đến từ đất mũi Cà Mau mà đã từng thi giải bông lúa vàng năm 2021. Đó là nữ nghệ sĩ Hồng Mảnh. Em chào tất cả quý khán giả đi. Dạ, em xin chào tất cả các vị khán giả gần xa. Em rất là danh dự được đứng ngồi đây lần thứ hai tham gia chương trình Kiếp Tầm này. Và kế đó là rất là danh dự được gặp anh Kim Tiểu Long và chị ở đây. Anh cũng thần tượng của em. Quý vị thấy là quá là duyên dáng, quá đẹp, quá dễ thương đúng không? Vậy là bây giờ là mình cũng không quên cảm ơn tất cả các anh nè. Nếu không có các anh thì chương trình này sẽ không bao giờ thành công được đâu nhé. Vì vậy quý vị khán giả hãy ủng hộ cho tất cả các anh và cho các anh một like, cũng giống như tất cả Bình Tinh và Hồng Mảnh, từ những cái xem chương trình này là từ like như càng nhiều hơn nữa nha. Xin giới thiệu nghệ nhân ưu tú Duy Kim đàn tranh, và kế một bên là nhạc sĩ Phú Quý đàn guitar, và anh chàng kế một bên nữa đẹp trai vô cùng, không có thua gì Kim Tiểu Long, đó là nhạc sĩ Duy Khôi. Anh Duy Khôi đàn sến. Còn một em kế bên ngồi nữa, trẻ trung nhỏ nhắn xinh xắn mà rất là tài. Kim Tiểu Long rất là, rồng nhỏ Kim Tiểu Long rất là mến mộ cái ngón đàn organ của em, đánh nhạc quản rất là hay. Đó là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Phúc. Cũng không phải để quý vị chờ đợi lâu mệt mỏi, chương trình này mình phải hát. Cho nên hát là bây giờ là phải nghe ca trước rồi muốn cái gì tâm sự sau. Bây giờ là hai anh em mình hát trước ha. Dạ. Rồi bây giờ hát bài gì đây? Cho Út chọn. Hồi nãy anh hay nói ai ở Cà Mau đó. Ồ vậy hả? Vậy là lộn người rồi. Thôi kệ, mình đi xuống Cà Mau. Hai mình thăm em gái Cà Mau. Đúng rồi. Vì vậy thì bây giờ là rồng nhỏ Kim Tiểu Long sẽ gửi đến cùng với Út Tinh, Bình Tinh sẽ gửi đến một bài hát tân cổ Áo Mới Cà Mau, nhạc Thanh Sơn, lời giọng cổ nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Về Cà Mau nè em ơi. Dạ. Về thăm Hồng Mảnh. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ
đô Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Vui mãi chèo sông ông đó, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngỡ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hời. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tôi về nghe sát xe con tim tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai muốn Cà Mau em lớn, tuy út mà sửa soạn đẹp. Quá đẹp rồi đừng sửa soạn nữa. Cà Mau đường đi không có, mà chỉ khó có sông chăn đò. Em đứng mình lên muôn hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau thêm màu mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương tình rồi. Về thăm xóm làng quen thuộc, nên chẳng ngại gì gió bụi đường xa. Vừa tới đầu làng đã nghe sao xác tiếng gà trưa. Về tới nằm gắn sau những trận mưa chiều, mặt nước sông đầy con sóng của lao sao. Xóm lưới gành hào hương cao làng khói trắng. Nằm đợi thời mau sáng, giữa lúc cánh khuya nghe gió quyện hương tràm. Nhìn cánh cò bay lẫn quất giữa mây ngàn, trên chiếc xuồng con từ từ cập bến, với hình ảnh dịu hiền của cô gái Cà Mau. Trận gió thu về cho cây lá lao sao, cô lai nhỏ vẽ người xinh đẹp quá. Gánh gạo quằn vai ngước đường lên dốc đá, đôi má ửng hồng vẫn nở nụ cười duyên. Hú hồn. Em cũng hết hồn. Chèo xuồng nè. Anh hai ơi, cái bài này là lần đầu tiên em hát cho anh hai luôn đó. Muốn hả? Về
đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hời. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sát xe con tim tôi. Chừng nào về năm cơn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Dòng kinh có bóng tràm đêm trăng, nghe tiếng muỗi vo ve tôi bỗng nhớ người em gái nhỏ đêm Cà Mau. Nghe gió quyện khói sương rừng dần dần đâu đóng lại tiếng tơ đồng, những lời ca cổ như lời thương tiếng nhớ, mà những cung bậc bóng trầm là nghĩa năng tình sâu. Từ Hải Nam Quang đến mũi Cà Mau có một hình ảnh đẹp cuối vùng trời Tổ quốc. Con đường thiên lý dù ngàn trùng xa, tôi vẫn đến thăm em trên mảnh đất hiền hòa. Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm dơi, nước sông lưng là bóng tràm thoáng mùi hương. Bông anh đến rừng U Minh, trời ơi, U Minh đẹp quá. Cảnh quang bao tình, cung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời. Kim cầm tay lái một mình trên sông nước, tóc em nhuộm nắng thu vàng vàng phất hương tràn trên ghe chiều Cà Mau. Trời ơi. Trời ơi, quý vị biết không, thiệt là coi như là anh em của tụi tôi gan dễ sợ luôn á. Đâu có tập đâu, đâu có tập trước đâu. Thường thường hát á thì ít nhất mình thu tiếng á thì mình cũng thu nhiều lần, hư mình thu lại. Còn cái bây giờ á là gọi là hát mà không được tập tuồng. Cái này là coi như là đạo diễn cũng thử tụi em dữ lắm. Nhưng mà tụi em cũng làm tròn tiết mục đầu tiên như thế này là cũng là đã ngọt sớt. Dạ ngọt ngay. Ngọt ngay, được à. À, bởi vậy người Cà Mau đang ngồi đây nãy giờ mà chắc có lẽ là nghe mà hát về Cà Mau chắc là cũng nôn lắm không cưng? Mắc hát lắm mà vô. Yên tâm, biết đâu nhiều khi mai mốt anh Long về Cà Mau anh Long hát với em bài này đằng sau. Ở không? Mình quay tại thành phố Cà Mau. Dạ, đi tới đâu quay tới đó. Đúng rồi, đi tới đâu đi An Giang quay An Giang. À, quay đi An Giang rồi An Giang. An Giang là có chợ mới đó. Giờ tới ai đây? Bây giờ tới Mảnh đi anh hai.
Cái giọng cũng tốt, cũng hay vậy đó trơn á. Vì mà giọng cao chót vót, Út Tinh nghe là em hát cái giọng có liên tưởng đến một nghệ sĩ thần tượng của tụi mình hồi xưa đó. Là có biết ai không? Anh Hai, hình như là em nghĩ anh Hai cũng đoán ra được cái điều đó. Anh Hai nói đi. Cái giọng hát của em nãy giờ mà hát một cái bài
để phục vụ khán giả đó, em có biết là cái giọng hát của em rất là giống chị Linh Huệ. Chính xác. Mà chị Linh Huệ hồi xưa là thần tượng của anh nha. Dạ, thần tượng của bao nhiêu trái tim của bao nhiêu người khán giả. Đó, cho nên là anh nghĩ là em đặt em là chữ Hồng, anh nghĩ là mới mốt em lấy tên là Hồng Huệ đi. Cơ duyên nào mà đưa em đến với tất cả quý khán giả mà trên con đường đi ca hát như thế này? Thì thật ra là từ lúc em đi học á là em chỉ nhớ nhiều nhất là em có một môn ca hát là em được 10 điểm thôi. Trời ơi, sao con bé này giống tôi nhiều thứ quá vậy trời. Rồi giống tôi nè, toán cũng 1 điểm, thi cũng 1 điểm, văn cũng 0 điểm, cái bài gì cũng 0 điểm mà chỉ có ca là 10 điểm thôi à. Bị quỳ gói bị phạt là suốt luôn á. Chỉ có ca hát là 10 điểm. Mà mỗi năm anh em mình lên lớp là nhờ hát. Dạ. Đúng không cưng? Về đội của anh đi. À, sau cái này em cũng xin mời anh Kim Tiểu Long và chị có dịp về Cà Mau chúng quê em chơi nha. Quê em bây giờ đẹp lắm á. Nhất dạ. Định anh Long về dưới anh Long sẽ kiếm em. Dạ. Chẳng những là sắp tới còn phải hợp tác với em nữa chứ. Dạ. Đúng không? Quý vị khán giả là thấy là những cái giọng hát trẻ như thế này thì tại sao mình không thu âm cho nhiều? Mà những giọng hát như thế này phải để cho tất cả khán giả là trong nước ngoài nước phải thưởng thức những giọng hát hay, mới lạ. Đúng không? Rồi, dạ, em cũng giờ rất mong anh và chị đi trước có gì dạy dỗ và góp ý em thêm. Em rất là cảm ơn ạ. Thì nếu mà nghe dạ. Thì tụi mình sẽ góp. Dạ. Góp sức, góp gió. Người ta nói là một cây mà làm chẳng nên non thì ba cây chụm lại nè, ba cây nè. Dạ. Ngồi nè, hai bên mặc đồ xanh, tôi ngồi chính giữa giống như ông Táo bà Táo. Quý vị thấy không? Y như là ông Táo bà Táo mà bây giờ bắt cái nồi lên nấu cái nữa là thành là nấu bên nồi bánh tét bánh chưng Tết, thấy không? Rồi cái gì cười hoài vậy ốm? Mắc cười. Nói chị dễ thương rồi, út mắc cười. Vậy bây giờ tâm sự một chút được không? Tâm sự em hả? Ừ. Ủa em như thế này cũng có tâm sự ở đây không, nữa hả? Không phải tâm sự, nhưng mà anh hai muốn em là tâm sự cho tất cả quý khán giả. Quý khán giả thấy một người con gái nhỏ nhắn, một nhỏ nhắn, một xinh xắn như thế này, nhưng mà nhỏ, nhưng mà thật ra nhỏ là có vỏ nha. Hồi nhỏ quý vị mới thấy là coi như là hồi nhỏ. Quý vị thấy là hồi nhỏ mà nó, lúc mà Long mà mới về Sài Gòn đó, mà tập tuồng ở rạp Đại Đồng, nhớ lúc đó bao nhiêu tuổi Úc Tinh? Còn nói chuyện bị đớt á. 9 tuổi. À, 9 tuổi. Mà quý vị nghĩ quý vị 9 tuổi mà biết yêu rồi đó. Trời ơi, ở đâu yêu đương đây? Tôi nói là phải có, nói cho có mắt sách có chứng nha. Là bởi vì tôi tập tuồng rạp Đại Đồng, lúc tôi về Sài Gòn, quý vị biết không? Tôi lúc nào tôi cũng chải cái đầu xước lên vậy nè, cao lên. Lúc đó coi phim Châu Nhật Phát với Trần Cẩm Hồng không à, biết không? Coi Bến Thượng Hải đó. Trời ơi, tôi nhiễm hai tài tử đó, quý vị biết không? Tôi đi ra ngoài đường là lúc nào tôi cũng chải xước mà lắng bóng lưỡng lên vậy nè, lắng cón lên. Cô này ngồi trong ghế rạp Đại Đồng á mà nói chuyện còn đớt mà. Nhồi ơi là nhồi, sao đẹp nhai như vậy, hiểu không? Sao đẹp nhai quá vậy trời. Nhớ nha, chờ tôi nha, 18 tuổi là biết trai tôi đó. Thấy chưa quý vị? Cô mới có 9 tuổi mà cũng cua trai rồi. Lật mặt lên không có cười, không có mắc cỡ, đúng không? Coi như là không bao giờ em có thể ngồi với anh hai một chương trình nào nữa đâu. Anh hai giặt mặt em quá. Thì nói là sự thật mà. Quá khứ mà quá khứ là gì, dễ gì giấu giếm. À. thôi. Rồi thì bây giờ thì quý vị thấy lớn lên rồi đó, đâu có thấy không? Lớn lên đâu có chờ tôi đâu. Rồi bây giờ cái trận họng tôi cái kêu là anh hai, anh là anh ruột của em đó, giờ đó là trận họng tôi nghẹn ngang đây, làm sao mà tôi cua được? Cua cái gì tầm này nữa, trời ơi anh em ruột rồi. À, thế bây đã thấy đây quý vị thấy không? Bà con cô bác thấy không, chưa gì mà cứ nhấn anh em ruột trong đó rồi, bởi vì tôi thúi ruột là vậy đó. Vậy chứ bây giờ sao giờ? Trời đã xé sợi chỉ ruột. Rồi bây giờ thì thôi, bây giờ là để tiếp nối chương trình trở lại hát á, thì song ca nữa ha. Bây giờ hồi nãy hai anh em mình đi Cà Mau. Thấy không? Giờ mình đi về đâu? Cà Mau rồi. Dạ. Bây giờ mình về tới chợ mới An Giang. À là bây giờ mình vòng về cầu Mỹ Thuận rồi mình đi qua An Giang. Dẫn quý vị đi, tôi nói đó là khắp năm châu bốn bể, ta nói đi trong vòng đất nước Việt Nam chỗ nào cũng đi tới hết. Cái chợ có hồi nào chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người
chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi giặt áo. Kêu mua máy giặt không mua, để ta ra sông ta ngồi ta giặt đồ hoài vậy đó. Ra bờ sông em hẹn đưa tôi mang áo mới cho anh nhìn, mà lòng em mong sẽ duyên tình ta, em chớ nên lo buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ già. Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy chúng tôi đã yêu nhau 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ thì quấy ngang, mẹ bảo anh, mẹ em nói là sao? Mẹ nói thằng Tâm á, cái tánh nó cộc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp. Hồi nào đâu, nên ba cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua dạm hỏi, thấy mẹ lắc đầu cây, em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tổng quân, tại sao anh không nói cho em biết? Vì anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngỡ mong nói chuyện lòng vòng, chỉ sợ gây buồn cho người đi kẻ. Xong cái lẳng lặng rồi đi luôn. Anh biết không? Sao em nói nghe nè. Mấy hôm sau á, khi hay tin anh đi bộ đội, em giỏi chạy xuống Long Xuyên rồi chạy lên Châu Đốc nữa. Nhìn những chỗ tuyển quân sáng báo còn rải con Hồng có chồng ở đâu chưa? Đọc thư anh em mừng muốn khóc, vì không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lững lờ con nước lớn, em đợi anh về giặt áo ở bờ sông. Vẫn nhớ em, dù tuổi mình chưa hẹn. Anh sửa cái tánh cộc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua và cần nhìn con nước lớn, có dòng nước nào về chợ mới?
để thăm em. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về với em nghe thăm đôi điều rằng em nhớ thương anh. Trong dời xa dường như trong tay chiếc áo nàng vơi, dòng sông chờ tới người ơi được nhớ hoài dù chưa hẹn trọn. Rồi cái gặp anh hai á, anh bảo anh bây giờ là thượng sĩ, tánh nết hiền lành, được đồng đội yêu dân quý. Nghe nói chưa tròn câu, chiếc mái trầu trên tay mẹ ngừng lại. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui. Bộ đội đó mà thằng Tâm nay đã được đến người, nếu như nó chưa có nơi nào gá nghĩa, khi nó về mẹ sẽ làm đám cưới cho hai con. Em chạy vội ra sao, hai tay ôm mặt, nước mắt lưng tròng chảy giữa dòng sông. Giờ mới đón anh, đón người rể quý, còn buồn không anh, sao chẳng thấy anh về. Em biết không? Dạ. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xe duyên không phải bên, là trọn đời chỉ chuốc khổ mà thôi. Anh chưa về vì biến cương còn bỗng dặt, chưa nhớ em nhiều nhớ chờ mấy thuê. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khăn khai, nhớ bên sông xưa em giặt áo buổi trường hè. Tết này em sẽ ra thăm anh hoài ấy, mẹ đã bằng lòng, em không còn sợ mất anh. Hơn 10 năm chờ mình vẫn là chờ mới, còn 6 năm trời lâu lắm không em. Ây da, thiệt là nó căng thẳng, mà nó căng thẳng từ trên xuống dưới. Em nè, em chọi chạy ra sao, em chịu ra sao? Em chọi em chạy à. Rồi coi như là ổn không quý vị? Dạ ổn. Nói tóm lại không có ổn thì quý vị cũng thương tụi em. Em muốn như vậy á hai. Để quý vị khán giả mới biết là thật sự là mình hát live 100%. Giống như cái chương trình mà thi chuông vàng á. Dạ. Thì quý vị cầm bài, các thí sinh cầm bài thí sinh hát. Quý vị thấy không, là thi như thế này mà cái dòng chót là quyết định điểm được nhiều hay là không đó. Dạ. Rồi bây giờ là mai mốt Út Tinh và Kim Tiểu Long đồng nhỏ sẽ thi chuông vàng dòng cổ. Bây giờ là có giải luôn đó, chuông vàng này, chuông bạc này, chuông đồng nữa. Vậy à, quyết định luôn. Tự cho luôn. Rồi bây giờ thế nào đây? Bây giờ thì anh hai muốn tâm sự nữa hay là anh hai muốn hát chung với Mảnh? Nãy giờ anh hai chưa có hát với Mảnh bài nào hết á. Tôi sẽ bắt tôi hát nhiều quá. Bên nãy giờ tôi hát mà nó căng ra, nó vừa căng thần kinh mà nó vừa căng mặt nữa. Bây giờ hai nghĩ đi. Lo một, quá. Một chàng trai duy nhất trong một cái rừng hoa. Thôi nè 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 nha, không phải mình tôi đâu. Bên đây nguyên nhóm chàng trai hot boy không nè nha. Nói người ta buồn, người ta giận à.
con xin lỗi, nhưng mà đây bốn chàng trai này người ta không có hát, người ta chỉ đờn thôi. Bây giờ thử đi kêu anh đứng dậy anh hát cho mà coi. Anh đừng có làm khó mấy chú mấy anh của em. Cái quan trọng là bây giờ chỉ có một cái chàng trai này là có thể hát được với hai cô gái ở đây thôi, thì dĩ nhiên làm lớn là phải làm láo rồi. Bây giờ nếu mà nói như vậy thì tôi chọn một cái trích đoạn bất chợt nào đó, một câu thôi. Bây giờ tôi chọn một cái trích đoạn nào đó, ba đứa phải hát chung với nhau. Rồi rủi chọn nè. Cái mà hai chị em tao không biết làm sao. Thì bây giờ để em suy nghĩ đi em. Rồi có rồi. À nếu mà nói về ba cái á, thì tin nghĩ là chị biết là có. Bây giờ ba đứa mình thử nói một lượt coi nha, coi có đúng cái mà anh hai chọn không nha. Bây giờ một lớp ba, anh hai gợi ý đi. Phụng Hoàng. Ồ một hai ba, nửa đời hương phấn. Ủa chị hai. Chị nè. Trời ơi chị hai trẻ hơn em luôn. Sao đám cưới em với lại anh Tùng chị hai cũng về. Chị cũng muốn định về với em. Sao tự nhiên chị hai buồn nhưng mà sao? Chị bận nhiều việc quá em mà. Bận? Đám cưới em mình mà bận. Chị đi từ Cà Mau về không có kịp. Kẹt xe đó em. Trời đất ơi, cái lý do gì kỳ vậy, đám cưới em ruột mình mà lý do kẹt xe là không giữ được. Cái lý do này không chấp nhận, chị hai nói thật cái lý do em đi. Em ráng thông cảm cho chị. Để khi nào có chuyến bay từ Cà Mau lên Sài Gòn, chị sẽ đi lần hai. Diệu à. Dạ. Dù biết em có thành hôn với ai đi nữa. À mà không, dù em có thành hôn với Dưỡng Ba đi nữa, thì chị cũng sáng về chơi nghe anh nói nè chị hai ạ. Nếu có thương người
lời. Diệu ơi, em hãy nghe đây là sự thật. Sự thật sao anh? Sự thật, chị hai đây là... Chị hai là gì? Chị hai đây là... Chị đây là chị ruột của em. Tình thương của quý vị khán giả là đó là động lực cho tất cả các nghệ sĩ của chúng em rất là lớn. Động lực rất là lớn. Yeah. Anh Long hy vọng rằng chương trình này sẽ những chương trình tới nữa, mấy anh em mình cùng nhau hát những cái trích đoạn cải lương rất là hay. Dạ. Yeah. Đúng không? Anh Long ơi. Hả? Nãy giờ anh hát với chị hai bài, em thấy tuổi thân lắm á. Ủa, tại sao vậy cưng? Mình mới hát xong mà, mới nhường cho cưng hát vai chánh mà. Nhưng mà em chưa có chịu, em muốn nhiều hơn nữa cơ. Trời đất ơi, cái giọng kiểu này làm sao mà chưa có chịu vậy, chết cha tôi nữa rồi. Cũng muốn cao quá. Thôi kệ, hôm nay là mình lâu lâu mình gặp em Út, bởi vì anh hai ở gần Út Tinh nhiều, cho nên là lúc nào cũng ở Sài Gòn thì đi anh em đi ăn nè, đi hát chung nè, rồi đi quay chúng nè, rất là nhiều, nhưng mà chưa quay với em gái Cà Mau. Dạ. Bây giờ thôi, hôm nay ưu tiên cho em đó, em muốn hát cái gì? Cảm ơn anh. Nãy giờ mình hát tân cổ và đơn ca cũng có rồi. Bây giờ mình thay đổi đi nha. Đổi mới. Cho em đổi đó. Mình hát trích đoạn đi anh. Trích đoạn. Em cũng ấn tượng anh có hát một trong cái trích đoạn là anh hình như anh có đóng cái vở tuồng Hàng Mạc Tử đúng không? Đúng rồi. Yeah. Anh đi tới đâu khán giả miền Tây miền Trung cũng thương vai Hàng Mạc Tử mà. Bởi vì khi mà lúc mà anh đóng Hàng Mạc Tử thì lúc đó là anh 28 tuổi. 28 tuổi. Lúc đó em còn nhỏ xíu rồi nhưng mà em rất là thích. Còn nhỏ? Nhỏ. À, lúc đó là chắc... Trời ơi, lúc đó mà tôi xuống Cà Mau tôi hát chắc cô này cũng chạy theo, chắc cũng lẩm đẩm chắc là... Y như anh vậy đó. Dạ. Thấy chưa? Ok anh, rồi. Anh Long nhớ cái đoạn Hàng Mạc Tử mà cái đoạn Thu Cúc không? Anh biết mà, anh hát nguyên tuồng mà. Dạ. Cho nên là thôi, tới đâu rồi hay tới đó. Dạ. Rồi bây giờ mình là... ngẫu nhiên mà. Xin mời tất cả quý vị khán giả thưởng thức một lớp trích đoạn Hàng Mạc Tử mà Kim Tiểu Long dẫn vào vai Hàng Mạc Tử, nhưng mà không phải là Mai Đình mà cũng không phải là Mộng Cầm, nhưng mà hát kỳ này là hát Thu Cúc. Rằng tôi đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không, có còn nghĩ tới loài quá giờ tựa trái mối tình thơ mộng của chúng ta. Có nhiều trường hợp làm người ta nhớ đến người mình yêu. Như tôi chắc rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi không phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua là một câu chuyện mua vui. Trong một vài khoảnh khắc như mây chiều bơ vơ yêu khách, rồi cũng vô cùng mà theo gió bay đi. Tôi đến nơi đây chẳng phải cùng ai nhắc chuyện ta.
lùng với gió sương. Anh Trí ơi, tròn ba năm qua anh ở phương nào? Tôi ở nơi đâu giờ cũng lỡ làng rồi. Xin lỗi ông đây là tôi đây là tôi là người tình bị phụ, hay bị phụ tình cũng cùng một nghĩa mà thôi. Lòng người nghĩa cay trao trờ, nên chuyện lứa đôi duyên nợ không thành. Gồm ba năm qua anh không hề cho tôi hay biết gì tin tức, và cũng không ai biết rằng anh sống chết xa sao. Rồi bây giờ anh về mình đã thương nhau, anh không cho tôi gọi cái tên Trí nữa, cái tên mà ba năm qua tôi vẫn nhớ, dù rằng tôi tên Trí nữa rồi. Cái tên mà bà vừa bảo là khó nhớ khó thương. Rồi ông kỹ sư ông nghe được thì ông nghe được tôi ăn làm sao nói làm sao đây chứ, để chạy tội cho bà. Anh Trí, kỹ sư không phải kẻ tầm thường, Lâm có bắt gặp tôi với anh đó là một chuyện rất thương tình, chuyện thương tình của một cô gái nhỏ gặp người yêu cũ trước ngày khóa cao vô quy. Bởi anh về rồi anh lại ra đi, đời xưa chỉ có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ trong chiếc lòng son trường giá áo tù. Lấy chồng mà khổ cái nỗi gì, lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời đầy quá mỏng. Rồi thì một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà cũng như ai tay bê tay bồng. Lúc bấy giờ bà sẽ đi vào bổn phận, bổn phận làm mẹ làm vợ, thì đâu còn thì giờ để nhắc đến ngày xưa. Không dựng bà phải quên cái tên Hàn Mạc Tử, cái tên mà bà vừa bảo là khó nhớ khó thương. Ngay cả cái tên cũng cơm của tôi là Trí, bà
cũng quên luôn vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai, ông tới đây để làm gì, rồi bà cố môi trong trí nhớ. Khi nhận ra nhau rồi thì tôi với bà tóc đã ngả màu sương. Anh Tri muốn lọt tim ra ngoài luôn. Em nói thiệt với quý vị, em đau khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Không có thời gian tập mấy cái tuồng Hàng Mặc Tử này em đóng lâu lắm, mười mấy năm nay rồi. Trời ơi là trời, anh dày dạn kinh nghiệm cỡ này mà anh còn lo em nói gì em muốn chết luôn. Không phải là bởi vì em xác nhận là mình ngẫu nhiên rất là anh lo, em thấy không? Lo chứ bài mới rất là anh. Lo là bởi vì vừa phải nghe đàn, vừa phải canh, vừa phải làm sao chú cho nó tròn vẻ, vừa phải diễn nữa cho quý vị ơi. Khổ lắm nhưng mà sướng. Hai người ca sướng mà bên cùng. Đây tôi buồn quá. Sao vậy? Buồn nữa? Đâu có vui được. Cái bài nó buồn quá mà bên đây buồn, cười cũng không dám cười, cười mặt cũng buồn buồn theo cười nữa. Đi. Vì cười gì nói nữa. Trời ơi cái trích đoạn gì đâu mà nó dễ thương mà cái lời ca của nó thấm. Hồi đó giờ em hay nghe anh Hai hát cái đoạn với Mai Đình. Ít khi nào nghe cái đoạn này đúng nha. Rồi. Thường thường là nguyên tuồng mới có đoạn này. Thường thường là Mộng Cầm hát với Hàng Mặc Tử nè. Rồi Mai Đình nè. Ít bao giờ bà anh đi hát mà Thu Cúc hát lắm, em chọn hay đó. Nó lạ mới mà lại giọng hát rất là ngọt nữa. Rồi bây giờ là làm sao mà quý vị nghe là tôi ngồi cái bên mà tôi hát với Thu Cúc mà tôi yêu giọng hát này rồi đó. Yêu giọng hát của Thu Cúc thôi nha. Giọng hát hay quá đi. Cái gì chứ mà thử vậy ông đờ ngọt kia. Thử yêu Hồng Ảnh đi, tôi ghen cho mà coi. Ôi trời ơi, anh Di Đà Phật. Thôi bây giờ vậy nè, hồi nãy giờ anh Hai hát quá trời rồi. Anh Hai làm gì chứ. Làm cũng phải cho anh nghỉ chút xíu chứ tội nghiệp anh quá quý vị ơi. Thì bây giờ hai chị em mình xông pha đi em. À đúng rồi. Em định mời chị đó. Tại vì lần đầu tiên chương trình này em hiểu vậy. Lần đầu tiên em đến đây em đứa ghê tắc quái hai con gà mái đáng gà cụ. Rồi bây giờ thì mình hát bài gì chị hả? Mảnh chọn luôn đi. Em chọn nha. Chị á thì nói thật sự luôn, nếu mà nói về cải lương hay là cải lương Hồ Quảng Tường Cổ á thì có thể là chị mạnh dạn và chị lên tiếng, còn về những cái bài bản này thì thôi là chắc chị nhường cho em. Để em chọn cái gì thì chị đu theo cái đó. Thôi nãy giờ cũng buồn rồi, thôi thêm bài buồn nó được không? Ô buồn nữa hả? Cải lương mà người ta nói là cải lương mình là lúc nào cũng mùi, lúc nào cũng mẫn, cho nên các em cứ hát thoải mái đi, miễn sao mình tâm sự vui là được rồi. À, hai chị em mình là nữ, thường em thấy người ta hay hát bài Điệu Bồ Phương Nam á. Chị có nghe chưa? Có, chị có nghe, chị biết. Cái bài này là của soạn giả là cái nhạc á thì là Vũ Đức Sao Biển. Nhưng mà cái lời vọng cổ thì của chú Anh Kiệt. Kiệt. Chú Anh Kiệt chị biết bài này. Sao mà hai người hát Điệu Buồn Phương Nam chỉ cho tôi buồn vậy ta? Bây giờ hồi nãy em buồn giờ anh Hai buồn đi. Là mặt tự buồn nhiên là tôi nghe Điệu Buồn Phương Nam tôi có anh cái gì ơi, buồn dạt dào ở trong đó vậy ta? Dạ rồi. Thấy không mấy anh? Sao kỳ vậy? Bây giờ mảnh vô trước nha. Mảnh vô trước đi. Rồi. Bye.
nhớ bầy tháng thơ. Tiền sao bị thương nước nở giữa đêm trường. Theo điệu buồn hướng nam đang đợi
chút vấn hương không dám gửi cho người. Hát, hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi. Một điều ru hời sầu thương sao chẳng vơi, bạn tình chung ơi, bạn tình chung sao bỗng nghe lời khúc ca ly biệt thôi đành từ mà tôi nghe mà tôi còn sốt hết luôn. À, hai giọng hát rất là hay nghe Út nha. Dạ. Hòa quyện nha, rất là hòa quyện với nhau luôn đó. Ờ, hai giọng hát này là coi như là thu đĩa thu âm là ngon chất lượng luôn đó. Vậy làm liền mạnh. Làm liền hai người phải hát Điều Buồn Phương Nam chắc này. Phải làm liền quá. Anh hai chịu là về làm liền hai tay trợ. Anh hai chịu, anh hai diệt. Anh hai diệt nha. Nhớ là mời đừng có dặn dẻo nha. Không thích dặn dẻo đâu á. Không có đâu, em người miền Tây mộc mạc lắm, anh yên tâm đi. Thì bây giờ, mình là người miền Tây ơi, mà hả? Bây giờ nãy giờ hai hát nè, Mảnh hát rồi nè. Em hát xong ca với hai mình nhưng em chưa có ca một mình em đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ em hát một mình em bài nha. Đúng rồi. Dạ, em hát mình em bài phải cho tài quý mình vị đi. Với lại anh hai với lại Mảnh cùng nghe. Mà cái bài này mà em rất là thích luôn á. Em rất là khoái Lôi Vũ anh hai. À, bây giờ là Bình Tinh sẽ hát một mình với trích đoạn là Lôi Vũ. À, bà con cô bác xem nhớ đừng quên bấm like nha, cho một lượt follow để chương trình càng ngày càng mạnh hơn nữa, để cho nghệ sĩ chúng em sẽ phục vụ cho tất cả quý vị hát càng ngày càng hay hơn nữa. Mà nhớ làm cho cái trang YouTube của chương trình ca cổ này sẽ càng ngày càng mạnh và nhiều người vào xem hơn nữa nha quý vị nha. Hôm nay em sẽ không bao giờ gặp anh nữa, sẽ không bao giờ nghe tiếng anh nói và nghe giọng anh cười. Ngày mai đi và cho đến hết cuộc đời, chắc em sẽ mang mối hận tình đi vào cõi chết. Cầu xanh đính chứng cho con nát tan bao tấm lòng. Sao phải xa nhau muôn đời rồi còn gì? Tình trái ngang gì duyên kiếp? Thôi thôi kiếp sau ta nối duyên tình này bền lâu, tình sẽ không bao giờ xa. Thôi rồi tình
Đáng lý là em không nói trước, hát ngay cái lớp đó anh, cái lý là anh phải hát với em. Tại em sợ anh hai bệnh. Ôi tình yêu ơi. Thì đâu. Không chút lý thôi hà, nhưng mà thôi kệ, hát mình đi. Dạ thôi làm lại đi. Thôi, đủ rồi, mới mốt làm lại tính sau nha. Dạ. Là bây giờ là tới cô gái Cà Mau. Trước khi hát một mình đó thì tâm sự chút xíu đi em. Từ ở dưới Cà Mau mình đi lên trên đây á, là coi như là đi mấy giờ mới tới đây đây? Thường thì ở Cà Mau lên đi xe tầm 7 tiếng anh. Nhưng mà em từ dưới Cà Mau mình lên luôn đó phải không? Dạ đúng. Thu chương trình thôi phải không? Dạ. Rồi Thu ở đây có ở đây được bao nhiêu ngày, về hay là đi về liền? Khi làm chương trình xong thì em đi về dưới, mà khi có show thì em ở lại hát, không là em đi về dưới à. Quý vị thấy không? Một người nghệ sĩ yêu nghề rất là cực khổ. Khi mà có thu chương trình thì mình từ Cà Mau mà mình chạy lên tới Sài Gòn. Rồi bây giờ nếu mà có chương trình thì ở lại vừa hát, vừa chơi thêm vài ngày nữa, không có thì phải bay về. Hồi mơ mốt phải lên báo trước với anh Long biết là anh Long ơi có chương trình gì, rồi có thu, có gì á, thì sắp xếp để nhiều khi mình đỡ tốn thời gian mà mình tích lũy được cái thời gian mình làm việc cưng á. Dạ. Ở Bảnh mà chị muốn hỏi cái này là khi mà em ở dưới Cà Mau á, là em có tham gia hoạt động ở một cái đơn vị hay là một cái đoàn hát nào ở dưới không? Dạ em cũng có cộng tác thôi. Cộng tác bên trung tâm văn hóa. Chứ dạ, mình không có đi đoàn Cà Mau dạ, hay không, là đoàn em không đi đoàn nữa. Không có đi đoàn Hương Tràm Cà Mau. Dạ. Ở Cà Mau có cái đoàn Hương Tràm đúng không hai? Đúng rồi, Hương Tràm, Mũi Cà Mau, đoàn Tự Do. Là bây giờ là
Thôi thì anh chúc em với khán giả, thay mặt khán giả là chúc em có nhiều sức khỏe nè, để bay tới bay lui, đi lên đi xuống, để có đem lại ca tiếng hát ngọt ngào của mình phục vụ cho quý vị khán giả ha. Em cứ nghĩ là cái sự đam mê của em rồi là những cái thứ mệt mỏi khác là nó đã bay hết rồi. Quá là đam mê nên quý vị thấy hát rất là lửa luôn ha. Khi mà hát rồi em ta chỉ bất cất tiếng hát và diễn lên là không còn biết cái gì nữa hết. Phải đó là rất là nhập tâm, rất là nhanh. À, cho nên là anh rất là quý về cái sự yêu nghề của em. Dạ. Nhá. Rồi bây giờ là thôi phục vụ cho khán giả thì em sẽ hát riêng em một bài. Dạ. À, em xin gửi đến quý vị và các anh chị ở đây một trích đoạn rất là quen thuộc. Trích đoạn mang tên Nàng Son. Để chi khăn tay
sao mà hay dữ vậy? Miro em có nghe không? Nghe phải không? Ok. Quý vị khán giả thấy không? Một cái giọng ca gì đâu mà dài, hát thực sự hát live đó quý vị, không phải thu âm nha. Cho anh Long hỏi cái này cho khán giả, em trả lời khán giả nghe ha. Là khi mà trước khi mà em đi hát á, mà lúc mà em mê hơi dài á, thì em ở dưới quê mình á, là em có luyện không? Không, lúc mới hát em không biết luyện sao hết trơn á. Em chỉ mở mở trong băng là ca theo mà dài vậy hả? Dạ, thường thường là bẩm sinh á. Hay nói em đó, mấy người miền Tây á, cái giọng sao mà dài ha. Nhưng mà lúc đó em hát, em không có cái đuôi nha. Tới đó cái ngưng. Lúc sau này á, đi hát thì các anh có cái đuôi. Dạ, các anh chị đâu chỉ dạy thêm rồi mới ra cái đuôi cho cái hậu á. Dạ, cái hậu. Chứ tới rồi lúc đó luôn biết hát thì tới đó là ngưng rồi đó. Chứ hồi trước mà anh đi đoàn, các đoàn ở ngoài miền Trung đó, là các anh chị mà trong đoàn tỉnh mà hát hơi dài đó, là anh để ý là sáng sớm, em biết là ở ngoài miền Trung mà thường thường á là một á là đúc cái đầu vô cái lu. Dạ, em cũng khạp, có nghe nữa. Hai là không ấy ra cái giếng. Cái giếng ở ngoài miền Trung bự mà nó sâu lắm quý vị. Mà mấy anh mấy chị khum xuống giếng mà cứ ca mà hát hoài như vậy đó, mà chỏng lên mà hát vậy đó là, mà không nhận. Lúc đó em không biết thì em không có tập, nhưng mà lúc sau là em có tập thêm đó, tập là y như anh nói vậy đó. À dạ, cũng có chỏng đầu vô lưu. Dạ có tập thêm. Hồi xưa anh Long cũng chỏng đầu vô lưu. Vậy mà sao bây giờ hơi muốn, anh Long không có dài. Muốn ca dài như em là chỏng đầu vô lưu hả? Mà khoảng thời gian bao nhiêu? Để về em chỏng coi. Mà Út Tinh biết không, mỗi lần anh cũng chổng đầu vô lưu mà anh ca lát tự nhiên sau mà cái mặt của anh nó nổi gân máu lên, hiểu không? Mà bây giờ em hỏi thầy nè, nó nở ra. Cái tâm lý mà chổng cái đầu vô đó là máu nó dồn lên đầu hết rồi, chóng mặt gần chết hát gì nổi. Thì bởi vậy cho nên máu nó dồn cho nên cái mặt tự của mình nó nở chị, ra đó. Tự nhiên máu nó dồn lên đầu hết trơn rồi, rồi ca sao nổi mà ca tất cả mọi thứ. Chổng xuống thử coi. Thôi bây giờ chổng. Nè em ơi mình đang anh gì trời không được, giờ già anh chổng hết nổi rồi cưng ơi. Dân kính thưa tất cả quý vị, anh em của chúng tôi rất muốn hát nữa. Chương trình hát rất là sung, rất là hay, rất là máu lửa. Bởi vì nhưng mà cái thời lượng của chương trình thì không cho phép nữa, cho nên là thôi thì Út Tinh và Rồng Nhỏ và em Hồng Mảnh. Trời ơi, trời ơi, khen người ta hát hay mà không có nhớ tên người ta. Sao nhớ nhưng mà phải định hình chữ Mảnh ở sao, hiểu không? Rồi bây giờ Rồng Nhỏ, Kim Tiểu Long, Út Bình Tinh, Hồng Mảnh xin tạm biệt tất cả quý vị.